phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với phòng trinh sát kỹ thuật, cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng, các đồn biên phòng, leng su Xin và Mừng nhé vừa bắt giữ một bộ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ một bánh heroin 2 kg thuốc phiện. Theo đó, vào lúc 6 giờ ngày 29 tháng 10, tổ công tác phối hợp của phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại bản đập bắc, xã trung trải, huyện Mường Nhé phát hiện một đối tượng di chuyển bằng xe máy hướng từ tỉnh Điện Biên đi Lai Châu có biểu hiện nghi vấn phạm tội liên quan đến ma túy. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện trong túi tải xác rắn đối tượng để ở giá đèo hàng có chứa một bánh heroin và 2 kg thuốc viện. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Sùng A Khai, sinh năm 1983, trú tại bản Nậm Dính, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu. Số ma túy trên khai mua của một đối tượng nữ giới chưa rõ danh tính để mang về tỉnh Lai Châu tiêu thụ khi đang vận chuyển ma túy đến địa điểm trên thì bị các lực lượng bắt giữ hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật